Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ hai ngày 9 tháng 9, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức hội thi thiết bị đào tạo việc làm toàn quốc lần thứ 6 năm 2019. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh huyện Văn Phương đã đi kiểm tra một số điểm ra quân ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn huyện Quảng Điền. Những ngày cận Tết Trung thu, các cơ sở tất bật sản xuất để phục vụ nhu cầu của người dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Huế, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 6 năm 2019. Đại diện hội thi có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội thi năm nay có 396 thiết bị của 216 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến từ 58 tỉnh thành trên cả nước tham gia. Các thiết bị đăng ký dự thi tập trung ở 4 nhóm nghề: công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, công nghệ kỹ thuật cơ khí, máy tính và công nghệ thông tin; nhóm nghề tổng hợp gồm các thiết bị của các nghề y tế, xử lý nước thải, nuôi trồng thủy sản, thú y, kỹ thuật xây dựng, du lịch, khách sạn, sản xuất chế biến. Hội thi nhằm khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc tự làm thiết bị đào tạo. Đây cũng là môi trường để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các nhà giáo trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong việc sáng chế, cải tiến thiết bị đào tạo nhằm đẩy mạnh việc hợp tác cùng nghiên cứu, sáng kiến, chế tạo và cải tiến các thiết bị đào tạo. Từ đó, nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, nguồn, nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội thi diễn ra đến hết ngày 12 tháng 9. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Huế vừa tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương năm 2019. Tham dự có ông Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham gia lớp học có 85 học viên là lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương trên địa bàn và một số tỉnh lân cận. Trong thời gian hơn một tháng, các học viên lãnh đạo cấp sở đã được truyền đạt 9 chuyên đề và 2 báo cáo chuyên đề. Nội dung chương trình bồi dưỡng là cập nhật, bổ sung, trang bị một số kỹ năng cơ bản cần có trong lãnh đạo, quản lý. Những kiến thức có được là hành trang để mỗi một học viên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn của mình tại địa phương và đơn vị sau khóa học. Hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đi kiểm tra một số điểm ra quân ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn huyện Quảng Điền. Qua kiểm tra, nhiều người dân địa phương đã tích cực làm vệ sinh môi trường, vớt bèo, trồng hoa và diệt cây ma dương tại các trục đường, dòng sông để bảo vệ môi trường và làm đẹp đường làng ngõ xóm. Theo đó, đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế công tác ngày Chủ nhật xanh ở hai xã Quảng Thọ và Quảng Thành. Tại địa bàn thôn La Vân Hà của xã Quảng Thọ, hơn 150 bà con nông dân trong thôn làm vệ sinh môi trường ở các tuyến đường xóm, vớt bèo lục bình ở dòng sông Bồ và chặt phá cây mắc mèo dọc các tuyến đường và hai bên bờ sông. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ cho biết, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn xã Quảng Thọ đã tiến hành 25 đợt ra quân với hơn 2.640 lượt người tham gia làm vệ sinh môi trường. Tại địa bàn xã Quảng Thành, đoàn đã đến kiểm tra công tác vệ sinh môi trường ở thôn Thủy Điền, một thôn vùng đầm phá của xã. Tại đây, bà con nhân dân trong thôn đã tiến hành dọn vệ sinh rác thải dọc theo phá tam giang, chặt bỏ cành cây, cỏ dài hai bên đường, làm cho môi trường cuộc sống ngày càng đẹp hơn. Qua kiểm tra công tác ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn huyện và sau khi nghe báo cáo tình hình hưởng ứng phong trào ngày Chủ nhật xanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã biểu dương ghi nhận những nỗ lực của chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn huyện Quảng Điền, đồng thời lưu ý chính quyền địa phương cần xem phong trào ngày Chủ nhật xanh là phong trào mở, phải làm tốt công tác xã hội hóa ngày Chủ nhật xanh. Địa phương nên thường xuyên theo dõi, biểu dương những gương điển hình về công tác vệ sinh môi trường để ngày Chủ nhật xanh nhân rộng trên địa bàn toàn huyện, toàn tỉnh. Phong trào chống rác thải nhựa đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Mới đây, Hội đồng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký công văn gửi Ban trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố có nội dung không sử dụng các sản phẩm nhựa trong các lễ hội hoa đăng. Nội dung công văn gồm hai điểm chính: yêu cầu Phật giáo các địa phương trong cả nước tích cực tuyên truyền cho tăng ni, Phật tử và nhân dân tại địa phương hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Thủ tướng cùng phong trào chống rác thải nhựa, loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe con người. Công văn còn đề nghị thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông, các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Đồng thời, công văn nhấn mạnh không sử dụng chất liệu nhựa trong các lễ hội hoa đăng, tránh gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường nước. Chuyển sang những tin tức khác, lãnh đạo Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sách giáo khoa mới dành cho học sinh lớp 1 sẽ được công bố vào đầu tháng 10 tới. Thời điểm này, các hội đồng đang thẩm định 5 bộ sách giáo khoa lớp 1. Đánh giá sơ bộ ban đầu cho thấy, đội ngũ chuyên gia viết sách là những nhà khoa học uy tín có chuyên môn.
Các bộ sách giáo khoa mới rất đa dạng, các nhóm tác giả có cách tiếp cận khác nhau nhưng phải đảm bảo chương trình giáo dục phổ thông mới. Đến khoảng tháng 11-12 năm nay, Bộ sẽ ban hành hướng dẫn đánh giá học sinh lớp 1 thực hiện theo chương trình phổ thông mới. Theo đó, trong năm học này, tất cả đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 cho năm sau sẽ được tập huấn trước khi thực hiện chương trình. Tiếp tục chương trình là một số thông tin về thị trường tiêu dùng. Chưa tới Tết Trung Thu, nhiều tiệm bánh đã hạ giá bán. Chưa tới Tết Trung Thu, nhưng nhiều tiệm bánh ở các thành phố lớn đã treo bảng đại hạ giá, thậm chí mua một được ba. Tuy nhiên, các loại bánh Trung Thu truyền thống không áp dụng khuyến mại. Theo một số cửa hàng, thị trường bánh Trung Thu năm nay không sôi động bằng năm ngoái, một phần vì sự xuất hiện của nhiều thương hiệu bánh. Đặc biệt, nhiều khách hàng là doanh nghiệp đặt bánh từ trước cả tháng để biểu khách hàng, nên nhiều nhà không phải mua bánh nữa. Trong khi cua Huỳnh Đệ Việt Nam có giá dao động từ 600.000 đến 900.000 đồng một kg tùy loại, thì các cửa hàng hải sản đang ồ ạt nhập cua Huỳnh Đệ Australia về bán có giá tiền triệu mỗi con. Cụ thể, sau khi tính các loại chi phí, mỗi kg cua dao động từ 1,1 đến 1,2 triệu đồng. Các cửa hàng cho biết giá khá cao so với hải sản Việt, nhưng đây là loài quý hiếm, lại thơm ngon nên người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền mua. Theo thông báo của Bộ Công nghiệp Thương mại và Cạnh tranh Nam Phi, một doanh nghiệp của nước này đã ký kết hợp đồng xuất khẩu nhiều loài nho tươi sang thị trường Việt Nam. Theo đó, Nam Phi sẽ xuất khẩu được nho tươi đầu tiên từ 10 đến 12 container với trị giá ước tính khoảng 35.000 đô la Mỹ sang Việt Nam. Nam Phi đang nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản vào thị trường Việt Nam, mang đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Song, các mặt hàng cùng loài trong nước sẽ phải cạnh tranh gay gắt. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng 10 cơ sở làm bánh Trung Thu truyền thống còn gắn bó với nghề để làm giàu nét văn hóa truyền thống của địa phương mỗi dịp Trung Thu về. Những ngày cận Tết Trung Thu, các cơ sở tất bật sản xuất để phục vụ nhu cầu của người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ cuối tháng 7 âm lịch, gia đình bà Hồ Thị Huyền Sương đã tất bật với nhiều đơn hàng mùa Trung Thu năm nay. Với truyền thống gia đình có 3 thế hệ làm bánh Trung Thu, những chiếc bánh được gia đình bà Sương làm tỉ mỉ qua từng công đoạn, từ làm nhân, bọc nhân, tạo khuôn, để mang đến một hương vị riêng đặc trưng của bánh Trung Thu Huế. Theo bà Sương, bánh Trung Thu truyền thống Huế không chỉ phục vụ cho thị trường trong tỉnh mà còn được ưa chuộng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hiện tại thì ở thị trường ở Huế thì mình không biết các tiệm bánh khác đó sao, nhưng mà riêng tiệm bánh của mình thì hiện tại là bánh đang chạy hàng, coi như làm không đủ để mà cung cấp thị trường. Trên nhiều tuyến đường lớn của thành phố Huế, các gian hàng bày bán bánh Trung Thu của các thương hiệu lớn đã mở cách đây hơn một tháng. Các chủ bán hàng cho biết lượng khách tìm đến mua bánh đông nhất là những ngày cận Tết Trung Thu. Giá bánh năm nay tăng không đáng kể so với năm ngoái với nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 40 đến 170.000 đồng một hộp tùy trọng lượng đối với bánh bình dân. Đối với hàng cao cấp có giá từ 300 đến hơn 1 triệu đồng đối với hộp sáu bánh. Bên cạnh dòng bánh ăn mặn truyền thống, năm nay còn có dòng bánh dành riêng cho người ăn kiêng với các loại nhân được làm từ rau củ quả cùng với bao bì đẹp mắt được nhiều người dân lựa chọn. Lúc trước là nó có vị, nó có hạt dưa rồi nó có lạp xưởng, và bây giờ mình chọn gà quay cho nó hiện đại một tí và có thêm một cái bánh dẻo, vậy là đủ vị rồi. Nhân dịp Trung Thu thì mình cũng muốn mua một hộp bánh để làm quà cho gia đình mình, một hộp bánh mình thì gia đình có thể ngồi nói chuyện vui vẻ ăn bánh Trung Thu trong dịp Trung Thu. Mẫu mà vẫn giống như mùa năm gì, có thay đổi một ít là hộp là làm là hộp mới đẹp hơn năm ngoái, giá cả thì có cao hơn năm ngoái một xí, một cái là chính lịch là từ là 3.000 đến 5.000, cũng cao, có mức vừa phải cũng cao lắm. Trung Thu dường như đến sớm hơn qua những chiếc bánh được bày bán trên cả cửa hàng hay mỗi góc phố thân thuộc. Trong nhịp sống hội hạ hiện đại, việc thưởng thức bánh Trung Thu không chỉ là một nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn là dịp để mỗi người, mỗi gia đình xích lại gần nhau hơn. Thưa quý vị, mọi năm, những ngày này, người dân làng làm đèn ông sao Bảo Đáp thuộc xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang hối hả sản xuất cho kịp những chiếc đèn ông sao phục vụ cho Tết Trung Thu. Tuy nhiên năm nay, do thời tiết không ủng hộ, nhiều nơi bị ảnh hưởng của mưa bão nên đơn đặt hàng cũng ít hơn so với các năm trước.
tại làng nghề sản xuất đèn ông sao lớn nhất miền Bắc, hiện chỉ còn 2 đến 3 hộ đang hoàn thiện nốt các loại đèn ông sao cỡ trung và cỡ lớn, loại từ 80cm đến 1m để bàn giao cho khách hàng. Đây là loại đèn vì làm khá công phu, đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ của người thợ nên mất khá nhiều thời gian. Bây giờ nếu như trong cái giai đoạn này thì cứ đâu 7 giờ rậy, ăn uống xong bắt đầu là ngồi suốt cho đến trưa rồi đến đêm cứ ngồi suốt. Mà nếu mà ngày công thì chỉ được, nhưng lúc đắt là thì cũng được làm 10.000. Thật vậy. Làng nghề Bảo Đáp có 7 thôn với khoảng 1.000 hộ, thì có tới 300 gia đình làm đèn ông sao truyền thống. Mỗi năm vào dịp Trung Thu, làng nghề sản xuất khoảng 1,5 đến 2 triệu chiếc đèn ông sao các loại xuất bản đi khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tuy nhiên, năm nay, do thời tiết không thuận lợi, mưa bão liên tiếp xảy ra, khiến nhiều nơi bị ngập lụt, ảnh hưởng phần nào tới việc chơi Tết Trung Thu của các cháu thiếu nhi. Điều này cũng kéo theo các đơn đặt hàng ít hơn so với mọi năm. Năm nay thị trường thì đầu tiên thì đất rất đắt. Bây giờ thì thời tiết bị ảnh hưởng bị gió bão thì không chừng. Bây giờ thì giá giờ rẻ hơn đầu hôm mà tháng 5, tháng 6 thì cao hơn tận. Giờ rẻ hơn. Dân đang nghĩ là đang làm gì nữa nhưng mà thấy gió bão này thì thôi đang ngừng lại. Nó lại chậm đi một tí. Giá cả nó có xuống tí. Hôm nọ thì được. Bây giờ thì nó xuống một tí. Cuộc sống hiện đại ngày nay có rất nhiều sản phẩm đồ chơi bắt mắt hấp dẫn. Thế nhưng, những chiếc đèn ông sao vẫn là hình ảnh đặc trưng nhất của ngày Tết Trung Thu. Đây cũng chính là động lực để những người thợ thủ công truyền thống vẫn giữ lửa nghề dù thu nhập không còn là bao. Nhằm tạo sân chơi cho các em nhỏ, góp phần đưa những giá trị truyền thống, giá trị thẩm mỹ cùng ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu đến với trẻ em, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn thông qua nhiều trò chơi dân gian và những hoạt động mỹ thuật thủ công mang tên Trung Thu cho bé 2019. Vẽ trang trí mặt nạ giấy bồi nhiều màu sắc, tự làm túi đựng quà với kỹ thuật in độc bản và nhiều hoạt động vui chơi Trung Thu thú vị khác. Gần 200 em nhỏ tham gia hoạt động trải nghiệm mùa lễ hội Trung Thu 2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đều rất hào hức khi được tự tay làm ra những đồ thủ công độc đáo này. Và hôm nay con làm mặt nạ con mèo và xưa và cái hình mặt nạ con mèo của con là nó trộn lẫn những màu tối và những màu sáng vào nhau ạ. Tại vì chính là cái mặt nạ của mình nó tự làm thì mình sẽ cảm thấy nó vui hơn. Con thích cái túi này hơn vì túi vừa sạch vừa thân thiện với mọi người ạ. Với mình thì mình thấy nó rất là giản dị, với cả màu sắc của nó cũng tươi sáng ấy. Mình không có cảm giác là nó ồn ào hay là nó gây khó chịu gì cả, mình thấy rất là nhẹ nhàng thôi. Thì mình cũng thích là con mình sẽ được trải nghiệm trên những cái chất liệu như thế. Và cũng rất là vui vì là lại được các cô chú ở chính bảo tàng giới thiệu cho các con nữa. Lấy cảm hứng từ Tết Trung Thu truyền thống cùng những ý nghĩa đặc biệt về sự đoàn viên vui vẻ, chương trình Trung Thu cho bé 2019 là sự kết hợp giữa trò chơi dân gian bịt mắt đàn trống với hoạt động trải nghiệm vẽ truyền thống. Qua đó, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hy vọng mang đến cho các em nhỏ có một khoảng thời gian và không gian trải nghiệm nghệ thuật vui vẻ, bổ ích. Ngoài ra, những vật liệu được sử dụng trong chương trình như mặt nạ giấy bồi, túi giấy, các bạn nhỏ sẽ góp một phần lan tỏa thông điệp làm xanh trái đất. Cái xu hướng truyền thống thì không phải chỉ ở mỗi Việt Nam mình đâu mà ở tất cả các nước trên thế giới họ đều mong muốn được gìn giữ những cái nét truyền thống từ lâu đời và họ sẽ tìm cách để đưa những cái nét truyền thống này dần dần và các cái thế hệ tiếp theo để có cái sự kết nối giữa thế hệ trước với thế hệ sau. Và cái xu hướng này mình nghĩ là một xu hướng rất là đúng, rất là hay để cho các cháu mình giáo dục một cách rất là nhẹ nhàng để cho các cháu có thể vừa chơi vừa học, nó không quá gò ép và nó rất là tự nhiên, nó thấm vào mức tự nhiên. Và khi trẻ con nó được chơi thì nó sẽ được gìn giữ ở trong ký ức. Thì những cái điều đó rất là quan trọng đối với trẻ con. Dù cuộc sống hiện đại có nhiều thay đổi, Tết Trung Thu vì thế có thêm nhiều trải nghiệm khác biệt hơn. Nhưng những trò chơi dân gian và nghệ thuật truyền thống mà các em nhỏ được tiếp cận hôm nay vẫn có một giá trị riêng biệt, tô đậm thêm sắc màu văn hóa nhân dịp Tết Trung Thu. Liên đoàn Lao động Thành phố Huế tổ chức gặp mặt Tết Trung Thu và trao quà cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ, công nhân viên chức và người lao động tại các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. 67 em học sinh được nhận học bổng và quà Tết Trung Thu là con em công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập năm học vừa qua. Mỗi suất học bổng có trị giá từ 400 đến 600 nghìn đồng. Số tiền được trích từ quỹ mỗi ngày công vì tuổi thơ của Liên đoàn Lao động Thành phố Huế với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng.
Đây là hoạt động thường niên của Liên đoàn Lao động thành phố Huế với mong muốn tạo ra sân chơi cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui Tết Trung thu và tiếp thêm động lực giúp các em nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Công ty du lịch Bàn Đồng Hành Huế phối hợp với Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em An Tây tổ chức chương trình Trung thu cho em để động viên tinh thần các cháu trẻ mồ côi cơ nhỡ. Cán bộ nhân viên công ty du lịch Bàn Đồng Hành gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần các trẻ em mồ côi cơ nhỡ, tổ chức múa lân cùng các trò chơi mừng Tết Trung thu cho các em. Đặc biệt, công ty trao 22 suất quà cho các em học sinh ở trung tâm đang theo học các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp nghề. Đồng thời, công ty trao món quà chung cho Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em An Tây nhằm góp phần hỗ trợ trung tâm nuôi dạy, chăm sóc các em. Những món quà thể hiện tấm lòng thiện nguyện, chia sẻ niềm vui cùng các em nhỏ kém may mắn của cán bộ, nhân viên công ty. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.